Con nhà người ta ở đâu? Con ai? Kêu ra cho mẹ nói chuyện. Ví dụ nha, con ví dụ cho mẹ nha. Bé Bòn Bòn, con chị Diễm, nó mới học lớp 3 thôi mà nó biết vô bếp, nó phụ mẹ nó rồi lau nhà, nó phụ việc nhà. Chưa hết nha mẹ, còn gần đây nhất cái bên nhà là cu tin. Ồ, nhỏ xíu mà một lúc nào cũng lễ phép, ngoan ngoãn dạ thưa. Hay là thôi thôi thôi. Có nghĩa là bây giờ con gom hết tất cả những ưu điểm của những đứa bé khác, con nhồi nhét vô một mình con gái của con, phải không? Đúng không? Này con nhìn nè, con thấy không? Bằng tuổi con, thậm chí là các bạn còn nhỏ tuổi hơn con nữa mà nhìn người ta thần thái, người ta tự tin ghê chưa? Con nhìn con đi, trời ơi, sao lúc nào cũng lầm lầm lì lì, ủ dột. Hiểu con là con của ai nữa? Sao vậy con? Bây giờ chỉ có cái việc là ngồi ăn cũng không được đúng không? Cũng không làm được luôn. Con của người ta là lẽ ra bây giờ là phụ mẹ nấu ăn rồi, chứ không phải là bây giờ ăn cũng không xong giống như con vậy. Chỉ biết báo là giỏi thôi. Chỉ biết báo là giỏi thôi. Chỉ biết báo là giỏi thôi. Con người ta thì học giỏi, lễ phép, con thì chỉ giỏi làm mẹ buồn thôi. Sao con nói kỳ vậy? Cái chuyện con nhà người ta giỏi là chuyện của họ, còn con là con của mẹ con, có lý nào mà mẹ con không thương con đâu. Suy nghĩ tầm bậy tầm bạ không à. Thôi đừng có nghĩ vậy nữa nha. Dạ. Ôi tội nghiệp quá đi à cháu tôi. Chuyện gì vậy mẹ? À, đó thấy chưa, con nói rồi mà. Nhưng mà mẹ mua này ở đâu để con mang ra? Con máng vốn xong con đòi tiền con đem về cho mẹ. Vấn đề không phải là tiền, vấn đề là cái công mẹ bỏ ra mẹ chăm sóc nó biết bao nhiêu lâu rồi. Mà con thấy mẹ cũng đâu có uổng phí công sức đâu. Nè nó nở ra vừa to vừa đẹp vừa thơm quá chừng nè. Nhưng mà đây là cái giống bông hồng bình thường, đâu phải là cái giống bông hồng Ecuador mà mẹ mua lúc mà người ta nói với mẹ đâu. Thì đúng rồi mẹ, nó là giống hồng bình thường thì làm sao mà nó nở ra Ecuador. Tức là cái này không thể nở ra được bông hồng Ecuador hả? Đúng rồi, mỗi giống mỗi khác chứ. Vậy sao con muốn bé Ngân nhà mình phải giống con nhà người ta? Con tưởng là mẹ bị lừa, ai ngờ bây giờ con mới là người bị mẹ lừa. Không, mẹ không có lừa con, mẹ chỉ muốn con nhìn ra vấn đề thôi. Hai cái chuyện này nó là hai cái vấn đề khác nhau, làm sao mẹ so sánh như vậy được? Mẹ không có so sánh, mẹ chỉ muốn con nhìn thấy vấn đề. Chứ mẹ không thấy con nhà người ta. Con nhà người ta ở đâu? Con ai? Kêu ra cho mẹ nói chuyện. Ví dụ nha, con ví dụ cho mẹ nha. Bé Bòn Bòn, con chị Diễm, nó mới học lớp 3 thôi mà nó biết vô bếp, nó phụ mẹ nó rồi lau nhà, nó phụ việc nhà. Chưa hết nha mẹ, còn gần đây nhất cái bên nhà là cu tin. Ồ, nhỏ xíu mà một lúc nào cũng lễ phép, ngoan ngoãn dạ thưa. Hay là thôi thôi thôi. Có nghĩa là bây giờ con gom hết tất cả những ưu điểm của những đứa bé khác, con nhồi nhét vô một mình con gái của con, phải không? Đúng không? Bây giờ mẹ hỏi con câu nè, con của người ta có thương con không, như là con ruột con? Tại vì đối với bé Ngân bây giờ đó, con, vợ chồng con là cả một thế giới của nó. Mà con thấy
Bây giờ con chỉ thấy ưu điểm của con ta rồi, con có thấy ưu điểm của bé Ngân không? Xin lỗi mẹ chứ con chưa có thấy Ngân nhà mình có ưu điểm gì hết trơn. Nó học thì kém, bởi tại sao lười. Lười học quá ham chơi, còn nghịch ngợm nữa. Cảm giác Nguyên chỉ biết quậy phá rồi. Chưa hết, nó còn không có biết nghe theo lời của con dạy. Như con nhà người ta kìa. Lúc nào con cũng con nhà người ta, con nhà người ta. Con cứ nhìn con nhà người ta mà con không biết là cái ưu điểm của con gái con nó là cái gì hả? Con nhà người ta có thương con không? Không hề. Chỉ có con gái của con thương con thôi. Mẹ chỉ hỏi con điều này nha. Nếu như bé Ngân nhà mình á, nó không giống như một bông hồng Ecuador mà con mong muốn, mà nó là một cái bông hồng bình thường như nó đang có, thì con có nhìn nhận và có thương nó không? Hả? Không phải là con không có thương Ngân, đó là con của con mà. Nhưng mà con không muốn nó thua kém người khác. Con muốn nó phải nổi trội, nó phải dùng hết khả năng của nó. Con sợ nó bị thua kém người khác thôi, mẹ hiểu không? Mỗi đứa trẻ nó khác nhau, sao con đòi hỏi gì được? Mà nếu nói như vậy chắc con cũng không phải là con của mẹ nữa. Nói gì kỳ vậy mẹ? Thật ra thì á, mẹ đâu có muốn sanh ra con là một người xuất chúng đâu. Ngay từ hồi con còn nhỏ, mẹ cũng chỉ mong ước con là một người bình thường, con sống hạnh phúc. Cái hạnh phúc mà con đang có nè, tức là con bây giờ con có người chồng tốt, con có đứa con ngoan. Thí dụ con có nhiều thiếu sót đi nữa thì con vẫn đang nỗ lực trên chính bản thân mình để cho con hoàn thiện cái gia đình của mình. Con đang hạnh phúc với cái mà mình tự có. Con thấy điều đó không vui sao con? Xin lỗi bây giờ là bé Ngân đó. Con làm nó tổn thương không trời. Con phải nói chuyện với nó đi, chứ không thôi hai mẹ con cứ ngày càng xa nhau, cái đó nguy hiểm ha. Dạ. Bé Ngân ơi, xuống ngoại nói này nè. Dạ ngoại. Vô đây, vô đây. Sao? Còn này là đầu bếp chính làm nè. Con ăn con không? Rồi coi thử coi con người ta có làm món ăn ngon được giống như cháu tôi không nè. Thank you.